Khi mà nói tới Phật là phải hiểu là một là hiểu về Phật pháp thân từ lâu giáo nào, hai là phải hiểu về Phật là Như Lai, ba là phải hiểu Phật là Phật tánh thì mới gọi là cái người hiểu. Cái hiểu là cái thân Phật mà sanh ở mùng 8 tháng 4 thì diệt sau 80 năm là nhập diệt ở tại rừng Ta La Sông Thọ đó, là cái người đó biết Phật qua cái ứng hóa thân thì hiện cái đó chưa phải là Phật. Nói Phật thì không trúng. Cũng giống như là cái người ngu, người không có trí, đi ra Vũng Tàu, ra ngoài biển, ra Long Hải chơi đó, rồi về quê nó bữa nay tao đi biển, tao thấy nước biển. Hồi nào giờ tao nghe nói nước biển mênh mông nhưng mà giờ tao không thấy. Hỏi chứ vậy chứ chị thấy nước biển làm sao? Nó trù nước biển, tao nói nó ao ác, ao ác, ao ác lô nhô vậy. Ở trong sông mình không có đó đâu. Trong sông mình, nước sông mình nó bằng thẳng vậy, nó chảy nó bình thường, cái mặt nó phẳng lì vậy. Nước biển nó vậy, nước biển là ao ác lô nhô. Mà nó nhận cả cái xuồng, cả tàu, có khi là gió lớn nó nhận cả chìm tàu nữa. Nước biển là vậy đó. Nói nghe như hùng hồn, nghe như trúng lắm vậy. Ai về ra người đó không biết nước biển. Sự thật của người đó cờ thảo quá. Người đó cho sống mòi bong bóng bọt là nước biển. Chứ sự thật nước biển không phải vậy. Người đó chưa hề thấy được nước biển. Cũng như vậy, nếu mình thấy là Đức Phật Thích Ca là sanh vào thành cái Tỳ La Vệ, rồi thuyết pháp 49 năm, rồi sau đó chết nhận Niết Bàn, đó là Như Lai Phật. Là cái người đó giống như cái người phề thạo mà cho cái sống mòi ào ạt lô nhô là nước biển mà tự khoe khoang vậy. Người đó không thấy được nước biển. Người là thấy Phật qua cái ứng quá ra như vậy là người đó không hề biết được Phật Như Lai, không hề biết được pháp thân Phật, không hề biết được Phật tánh. Thì cái người đó coi như trọn đời không bao giờ biết được Phật. Mà phải hiểu Như Lai giả là tất cả pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược hòa bất năng giải ngã sở thiết. Nghĩa Như Lai giả là vô sở cùng lai, nhược vô sở khứ có dân Như Lai. Như Lai là cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp, bản thể chân như thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp. Chân Như Lai không phải là cái người có sanh ra và có diệt đi. Người nào nói Như Lai có sinh ra có việc đi, người nào nói Như Lai có đi có đến có nằm có ngồi, người đó chưa từng hiểu được Phật Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, đi không chỗ từ, đến không tới, không chỗ đến, đến không chỗ tới. Như Lai là bất sanh bất diệt, phải hiểu như vậy. Cái hiểu như vậy mình được cái lợi gì? Mà phải hiểu như vậy, hiểu như vậy là mình hiểu Phật không phải ở trên bàn. Cho nên có Phật ở trên bàn trước mặt hay không có Phật ở trên bàn trước mặt, mình cũng sống bằng đạo Phật, mình cũng là người đệ tử Phật, mình cũng là người tu theo đạo Phật. Như là cái nhập diệt cách đây 2545 năm mà mình cũng thấy là Như Lai còn. Nếu mình học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp của Như Lai là y như Như Lai còn. Và những cái điều phước lành nào mà mình làm ra đều được phước đức, đều được trí tuệ, đều được sự giải thoát giác ngộ giống như Đức Phật còn vậy. Và sự thật là pháp thân Như Lai Phật còn mà. Do vậy cho nên là học hiểu mà Như Lai là Phật, là Phật tánh, Phật là Như Lai, Phật là Phật thân á, là cái người đó tu hành nó mới là rộng rãi được, mới là cái tâm đại thừa, hiểu biết cái tâm đại thừa, cái trí đại thừa, tu tập đại thừa. Người ta lúc nào người ta cũng sống trong lòng Như Lai, trong tầm tay của Như Lai. Lúc nào Như Lai cũng lấy y mà trùm nó cho kinh Pháp Hoa, lấy vai mà gánh giác cái người đó. Cho nên cái đức hiệu như Phật á là phải ôn lại Phật pháp thân, Phật báo thân, Phật ứng thân.
Ấn thân là một phương tiện của Như Lai. Cho nên là cái phương tiện đó là vì lợi ích chúng sanh mà phục vụ, giống như ông bác sĩ hiện vào trong một cái tỉnh nào đó bị bệnh dịch, bệnh tài khí. Bác sĩ hiện vào đến cái tỉnh đó để trị cái bệnh dịch, cái bệnh tài khí, cái bệnh là sốt xuất huyết hay là cái bệnh là sốt rét cho người ta trong cái tỉnh đó. Mà trị trong cái tỉnh đó rồi, lầm hết bệnh rồi đó, thì ông thầy thuốc đó ta đi cho tỉnh khác. Vì vậy cho nên là vắng mặt ông thầy thuốc ở tỉnh đó, chứ ông bác sĩ đó, ông thầy thuốc đó chưa có chết đâu mà đi làm việc chỗ khác. Và làm chỗ khác xong rồi đi làm việc chỗ khác nữa. Ông thầy thuốc vì lợi ích chúng sanh mà đi chỗ này chỗ nọ, dầu là thấy vắng mặt ở chỗ này, thấy vắng bóng chỗ kia, nhưng mà không có nghĩa là mất mát gì hết. Ông thầy thuốc nó vẫn còn làm việc phục vụ cho con người. Phật cũng vậy, cái ấn thân vị hiện của Phật là ví như ông bác sĩ, ông thầy thuốc mà đi trị bệnh từng tỉnh này rồi sang tỉnh khác, rồi vắng mặt ở tỉnh khác thì đi có mặt ở tỉnh kia. Chết Như Lai thì không có chết. Hiểu như vậy bây giờ là hiểu Phật, hiểu theo cái tư tưởng đại thừa Phật giáo là phải hiểu như vậy. Còn người nào nói Như Lai là có đến có đi có sanh có diệt là người đó là coi như là lời nói đó là quyến thuộc của ma, lời của ma nói, và người đó là quyến thuộc của ma xuyên tạc Như Lai, làm giảm cái giá trị bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai vô cùng vô cực, biến cái thiết xứ của Như Lai giống như nước biển mênh mông vô tận, mà nó chỉ nước ở trong một cái vũng trâu nằm, nó nói đó là nước biển, đó là một sự xuyên tạc biển, sự rộng lớn của biển, có ác ý để gạt gẫm thỉnh thờ những người ngu dốt si mê. Một cái bào của trâu mà nó nói đó là nước biển, để cho người ta nghe rằng nước biển là vậy, chứ thì chẳng phải là có dụng ý tội lỗi xấu xa đó sao? Đó, cho nên hiểu Như Lai Pháp Thân là ông lớn vậy, nó có cái lợi là vậy đó. Vì vậy cho nên người ta lại Phật, người ta đâu có cần phải vô chỗ ngay ông Phật gì đâu. Học hiểu như vậy rồi ta gọi là lại Phật, ta thèm vô chánh điện, ta ngồi ngồi ruộng rồi mà ta vẫn lại Phật được rồi. Ta nhìn mặt trời sắp lặn, ta ngồi ở cái đám với một bó rơm đống gà ngoài ruộng mà ta lại Phật rồi. Lại Phật đó là lại cái gì? Lại cái đó là cái bằng phát trí thanh tịnh lễ, rồi ta tư duy thiền định vì lời dạy của Phật, rồi ta sống theo chánh pháp đó, tâm hồn ta thật sạch sẽ, thật là trong sáng ha, ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Lại bằng cái kiểu vận dụng cái tư duy, cái thiền định chánh quán, người Pháp Thân Như Lai là bốn cái thứ xứ thì không có chỗ nào không có Phật, cho nên là dùng cái tâm thành mà tư duy mà quán chiếu chân lý, tức là lễ Phật rồi đó. Phát cái trí thanh tịnh, nhớ về giới, về định, về tuệ, phát cái trí thanh tịnh trong sáng, đó là lại Phật rồi đó. Cho nên đọc cái đức hiệu mà chữ Phật đó là phải hiểu là giác giả, mà giác giả là nó có pháp thân, báo thân, ứng thân, nó có cái lợi đó. Còn như báo thân cũng vậy, cái nghĩa đó, những ứng thân là tôi nói đã giờ, chẳng hạn như Phật Thích Ca ra là ứng thân, còn báo thân thì là cái thân mà do cái phước đức, cái trí tuệ đó là do sự quân tập công đức trải qua tam ba tăng kỳ kiếp mà thành tựu được cái thân đó,
Thành ra cái phần đó đó là không có ai nhờ vả gì được hết, không ai nhờ vả gì được hết. Ở đây một người làm quan ở trong Dinh Tùng Phủ, làm quan của một nước, thì là bà con dòng họ có thể nhờ, nhờ chạy bằng cách nâng đỡ, bằng cách đề bạc. Chứ còn một vị Phật mà thành tựu được cái địa vị Phật rồi đó, thì cái phước đức, cái trí tuệ của Phật chỉ có Phật thọ dựng mà thôi. Do vậy cho nên là đừng có hy vọng gì Đức Phật giúp đỡ, đừng có hy vọng Đức Phật giúp đỡ. Phật giúp đỡ được, Phật cũng không giúp đỡ rồi. Còn đứng về mặt chân lý mà nói thì Phật không hề giúp đỡ được cho ai. Bởi vì ai học thì người đó mới biết chữ, ai học kỹ sư thì người đó mới làm kỹ sư, ai học bác sĩ thì người đó mới làm là thầy thuốc, ai học âm nhạc ca nhạc thì người đó mới làm nghệ sĩ. Cái đem cái nghệ sĩ của mình đem mà mình thổi phù qua cho con mình hay là chồng mình làm nghệ sĩ như mình mới sao được. Mình làm bác sĩ rồi con mình ăn chơi mua xe rồi không à, đi uống thuốc lắc rồi nhảy đầm, rồi mình lấy cái ốc bác sĩ mình hà qua cho nó, đâu có được. Vì đó là báo thân mà, báo thân của cha, học thì cha giỏi, cha ăn thì cha no, cha ngủ thì cha khỏe. Còn con ăn chơi, chơi bời, lêu lỏng, phá tán ha, thì cái đứa con đó tự thành đứa con hư trong xã hội chứ. Ông cha không hà hơi tiếp xúc gì được cho đứa con đó nhờ chạy. Vì báo thân của cha tạo ra cái nhân học tập, tạo ra cái nhân kiến thức, thì chỉ có cha thọ dụng cái đó, cha hưởng cái đó mà thôi. Cho nên giờ báo thân Phật cũng vậy. Trong ca ma trong trực tiếp tu tập công đức lành, phước trí càng nhiên thành tựu được cái thằng đó chỉ có Như Lai, chỉ có Phật, báo thân Phật, chỉ có Phật thọ dụng hưởng mà thôi.